Word. À, bạn thấy là khi gõ chữ Word thì sẽ có là Microsoft Word nè, và cái thứ hai là Word Web. Thấy chưa? Mở bằng ứng dụng Word Web. À, cái giao diện nó cũng gần tương tự như Word, à, chứ không có khác gì mấy, nó chỉ là cái phiên bản rút gọn, nó thiếu những cái tính năng khác. À, còn cơ bản in đậm, in nghiêng, chèn ảnh, vẽ gì, chèn đối tượng gì đó là như nhau. Còn lại nó không có tạo số trang, à, hay là định dạng gì đó nó khác nữa, không có quật hạt quật gì trong này hết, à, chỉ đơn giản là định dạng thôi. À, các bạn có thể cũng vậy đánh số đầu đoạn đầu được bình thường, à, cũng giãn dòng rồi giống như Win Word bình thường nha. Rồi vậy thì để chỉnh được cái định dạng là ngày tháng năm trong hệ thống thì mình làm ở đâu? Rồi thì đối với cái này, à, các bạn có trình bày thì các bạn sẽ có cái cách làm như sau. Bạn cứ ghi làm sao nó đơn giản nhất, ngắn gọn nhất có thể, ha. Thì các bạn trình bày, các bạn chỉ cần ghi bước 1 hai chấm là mình làm cái gì, mình ghi ra đây. Được chưa? Thí dụ như ở đây mình click phải, ha, click phải ở cái đồng hồ, à, trên hệ thống. Ở đây đồng hồ trên hệ thống nè, click phải. Rồi mình chọn là gì, adjust test tab, à, đây ha, click phải ha, phải chuột, à, trên đồng hồ, à, hệ thống gì đó. Rồi rồi mình chọn cái gì, mình chọn adjust date time, tinh chỉnh ngày giờ. Được chưa? À, tinh chỉnh ngày giờ thì nó sẽ ra cái giao diện này. Tiếp tục mình chọn date time, à, rồi ở đây mình nhớ ghi vô, ghi như thế này nè cho nó gọn nha. Rồi chọn, à, chết, à, chết, em gì đó, thấy chưa? À, các bạn chọn tiếp, nha, vô đây mình ghi vô, à, chọn tiếp ha, date time, à, hỏi các bạn chọn phía dưới này, add block gì, date time nè. Yeah. Rồi đó, các bạn có thể chụp, à, còn ở đây WordPress nó có hỗ trợ mình dạng hình ảnh, à, thì các bạn có thể các bạn ghi, à, chụp hình các bạn dán vô cho nó dễ, à, rồi rồi tiếp tục là mình chọn cái gì, ví dụ như mình muốn chọn tiếp cái này, à, mở cái ứng dụng Snipping lên rồi chụp chọn chữ này cho nhanh khỏi phải gõ, copy nha. Rồi mình dán vào đây, à, rồi bước 2, à, các bạn trình bày đơn giản không cần văn chương gì trong này nha. Bước 2 là mình chọn gì, à, sau khi mình chọn này, à, rồi chọn cái tab là Date and Time, rồi vô đây chọn tiếp. Đó, chọn nha cho nó dễ, à, hoặc là các bạn có thể chụp nguyên cái cửa sổ này cũng được. Đó, rồi copy, à, thì ở đây mình chọn là tab, à, date and tab. Đó, rồi sau đó gì, sau đó, à, chọn change, tức là cái phía dưới này change date and time, đó, à, rồi bước 3, ba mình làm gì, change calendar setting, à, rồi tiếp tục chụp vô để mình nhớ mình ghi cho nhanh.
Tập 7. Rồi, bước 4. Đó, các bạn cứ trình bày bình thường đơn giản như thế này thôi. À, nếu WordPress các bạn có thể chụp hình, các bạn dán vô, các bạn ghi ngắn gọn cái bước là mình làm cái gì trên này, còn dưới là cái hình chụp nha. Rồi, trên nè. Rồi, tới đây các bạn thêm cái nút là Additional Setting. Rồi, chụp lại dán vô. Rồi, copy. Dán vào đây. Đó, khi bạn dán vô ha, các bạn sẽ có được cái phần nội dung các bạn ghi cho nó dễ. It's oh, rồi, set tên. Rồi, bước 5. Rồi, date and time. À, vậy thì mình chọn date. Bây giờ, rồi chụp ảnh lại. Update. Yeah. Rồi, bước 6. À, chỗ sau cái date nè. À, mình sẽ chọn lại là ngày. À, ở đây nó không cần là cái gì mình không cần biết. Mình sẽ nhập lại. À, ngày 2 số DD. Tháng 2 số. Vân vân. À, như thế này. À, là mình chụp hình lại. Copy, dán vô. À, ở cái phần là short date. À, nhập. À, định dạng. Đã, đề đề. Điệt mình mình. Điệt, yeah, yeah, yeah. Rồi. Bước 7. À, chọn OK để kết thúc. À, đó. Đó, thì bạn chỉ cần trình bày đơn giản như thế thôi. À, chọn OK để kết thúc. Còn đây bao nhiêu lúc OK gì để kể nó. À, đây mình chỉ cần ghi là hãy bước như thế này. À, yeah. Rồi sau đó giờ mình lưu lại nè. Save. À, save as. Thì đây nó mặc định nó là Rich as Format Document. Tức là RTF đó. Hoặc các bạn click nút save này nè. Đó chưa? À, lưu đâu đó. À, mặc định của nó là RTF cho mình luôn. À, tức là Rich as Format. À, mình chỉ cần nhập cái tên là My. My. Yeah, lưu lại. Rồi. Này, mình sẽ có cái myfile.rtf. Rồi mình cắt. À, mình đưa vô trong cái thư mục. Thư mục Word đây nha. Đó. Đây. Tiếp theo. Nén tập tin ở câu 4. À, câu 4 là câu mình mới vừa làm xong nè. Thành cái file là myfile.ra. À, đặt nó vào thư mục học kỳ 2. Thiết lập mật khẩu giải nén. À, 123. Yeah. Vậy thì ở đây có liên quan tới nén và đặt mật khẩu. Yeah. Nén và đặt mật khẩu. Vậy thì mình ở cái câu số 4 nè. Cái file, my file nè. Nén.
thì nếu như các bạn chọn thành nén thì nó mặc định nó sẽ nén thành file ra cho mình luôn. À, còn ở đây người ta yêu cầu mình là có mật khẩu nữa, vậy thì mình sẽ chọn cái phía trên add to archive. À, add to archive. Rồi mật khẩu thì mình sẽ là set password để mở. Click vô đây. Rồi thì mà người ta yêu cầu mình mật khẩu là cái gì, 123. À, vậy thì ở đây mình sẽ nhập vô 123. Thì để mình thấy được cái nhập mật khẩu mà mình nhập vô là cái gì thì bạn check vô cái nút show password ở đây. Còn nếu như các bạn không click nút show thì các bạn sẽ thấy chỉ là dạng dấu sao. Và đối với dạng này các bạn phải xác nhận lại một lần nữa một cái mật khẩu giống như vậy. Nó nhập lại mật khẩu đó một lần nữa. Nó yêu cầu mình xác nhận. Để làm gì? Để vì mình không có biết mình đang nhập cái ký tự gì hết. Lỡ như bạn nhấn nhầm phím số 4 nó khác nhau chẳng hạn. Khi các bạn click OK nó sẽ báo là password này không có trùng khớp với nhau. Để mình biết mình nhập hai lần nhưng mà hai lần này là password nó bị khác, nó không có trùng. Được chưa? Để mình chấm mình bị nhầm lẫn. Được chưa? Rồi nếu như mình nhập lại là 123 chẳng hạn, chính xác là ở trên như nhau, mình vẫn OK. Thì nó sẽ lưu được cái password đó và mình click OK. Thì lúc này mình ra đây mình sẽ thấy được cái my file chấm ra. Rồi khi mình vô đây mà mình thấy có cái file mà để cái dấu sao thế nào, tức là có mật khẩu mở thì mình click vô. Nó sẽ hỏi mình mật khẩu, mình sẽ nhập 123. Giả sử mình nhập một cái mật khẩu sai nào đó thì nó nói là cái password này incorrect, không có đúng. Được chưa? Mình sẽ nhập lại mật khẩu cho đúng 123. Show lên xem. 123. Bây giờ OK. Đó, thì nó sẽ mở lại cái file ban đầu cho mình là đúng, là xong. Bây giờ rồi vậy thì từ chỗ này mình cắt. Mình cắt, mình đưa qua cái thư mục là cái gì? Học kỳ 2. Học kỳ 2. Dán vô đây. Vậy thì mình đã làm xong giải trí học tập việc làm. Học tập học kỳ 1. Mình trong đồ họa mình có cái hình này. Excel không có, Windows mình có hai cái shortcut, hai ứng dụng này. Phần Word mình có cái file này. Rồi. Qua học kỳ học kỳ 2 mình có các my file chấm ra như cái đề yêu cầu. Trong học kỳ 2 my file chấm ra mật khẩu. Thì đó là cái phần Windows. Thì thầy sẽ đã làm qua một lần để cho bạn hình dung được những cái bước làm và làm như thế nào cho nó đúng, nó chính xác. Rồi thầy sẽ gửi cho các bạn những cái bài này để các bạn làm cho bốn cái đề này. Thì nó cái cấu trúc nó tương tự, nó chỉ mỗi một phần nó sẽ khác nhau chút xíu. Và khi đó các bạn làm thì các bạn sẽ vướng chỗ nào thì các bạn hỏi thầy sẽ hướng dẫn lại cho các bạn ha.